Con trồn hương á thì nó rất thích ăn sống mà con ạ. Đặc biệt là những cái loại động vật như là cá này, rắn này, chuột này, đó, hay là lươn, cua, ốc. Hôm nay á, Tuấn đi ra ngoài đồng á, bắt được một số cua và cho nó ăn. Có ghi lại cái bữa ăn của con trồn đấy để cho bà con cùng xem nhé. Nói chung là ngoài tự nhiên đấy, bà con cũng biết rồi đấy, con trồn nó là một cái con động vật săn mồi, cho nên là nó rất thích ăn động vật. Thế thì đặc biệt là những cái con như cá này, cua này thì nó thích lắm. À, chúng ta đưa vào là mới đưa đến cửa chuồng thôi là nó ngửi thấy đồ ăn rồi, nó nhao 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 lên. Đó. Và con cua này cũng vậy, khi mà đưa vào á, cái cán con cua sống là nó rất là thích. Và bà con theo dõi đi, khi mà chúng ta cho ăn á, giữa những cái loại thức ăn như chuối, cháo này, đó, mà chúng ta cho ăn nhiều quá đó, thì nó rất là chậm chạp. Nhưng mà khi mà chúng ta cho ăn đồ sống, đặc biệt là những cái loại như là lươn, cua, cá thì nó rất là năng động. Đó, bà con cứ theo dõi. Và đặc biệt như khi mà chúng ta nuôi trồn mà chế độ dinh dưỡng được đầy đủ á, dinh dưỡng ở đây á, là vitamin và khoáng chất á, thì rõ ràng á, là con trồn nó sẽ lên giống nhanh hơn. Bà con cứ để ý. Những con nào mà được ăn uống đầy đủ á, là nó lên giống sớm khoảng 2 tháng chứ không ít. Và chúng ta thấy rằng là gì, khi mà nuôi ấy, mà con trồn có cái kết quả lên giống thì đấy là thực sự là chúng ta rất là mừng. Đặc biệt là những bà con mới khởi nghiệp nuôi con trồn hương đấy, bao giờ cũng vậy, chúng ta rất mong mỏi là cái thời điểm nó lên giống để kết quả nó như thế nào, đúng không ạ? Cái nữa là thực ra thì con trồn cũng là một cái con động vật rất là có giá trị, cho nên là chúng ta cũng đầu tư một cái khoản vốn cũng khá khá chứ không ít đâu. Đấy, đặc biệt là nếu như những bà con mà khó khăn ấy, không có kinh phí nhiều ấy, thì khi mà chúng ta mua con trồn hương thì bao giờ cũng vậy, chúng ta rất là mong mỏi đến cái ngày được thu hoạch đấy, cái kết quả mà chúng ta đầu tư ra. Thế thì việc mà chúng ta đầu tư một cái khoản vốn như vậy ấy, thì cũng đã rất là nhiều, đúng không ạ? Cho nên là khi mà đầu tư á, làm sao nó phải đạt được cái kết quả, đạt được cái hiệu quả, và nói chung là làm sao sớm nhất chúng ta gặt hái được những thành công, đấy là cái điều đáng mừng. Và Tuấn cũng xin chia sẻ với bà con về những cái kỹ thuật chăn nuôi con trồn hương. Làm sao để đồng hành với bà con khi mà bà con ghé qua những cái kênh như của Tuấn này này, thì bà con cũng hiểu được rất nhiều về cái kỹ thuật nuôi con trồn hương này. Ở đây thì Tuấn cũng chỉ dám mạo muội là chia sẻ về cái kỹ thuật, cái cách nuôi con trồn hương đối với những bà con mà mới thôi nha. Chứ còn nếu bà con nào mà đã nuôi lâu năm rồi, có kinh nghiệm rồi, thì có thể là bà con lướt qua cái video này. Còn mong mỏi lớn nhất của Tuấn là làm sao được kết nối với những bà con đang khởi nghiệp nuôi con trồn hương, hoặc là những bà con đang có nhu cầu tìm hiểu con trồn hương này như thế nào để trước khi chúng ta đi vào cái đầu tư. Thì khi mà khởi nghiệp nuôi trồn hương này thì Tuấn cũng xin chia sẻ với bà con một số các cái yếu tố rất cần thiết trong quá trình khởi nghiệp nuôi trồn hương. Đầu tiên đó là yếu tố làm chuồng trại. Chuồng trại rất là quan trọng. Nếu như chúng ta làm bị lỗi hoặc là để những cái vách ngăn nó hở như vậy á, thì rõ ràng là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái con trồn hương, bởi vì nhiều khi nó thò tay thò chân qua bên con bên kia cắn, hoặc là như trồn con cũng vậy. Nên là cái đấy là chúng ta sẽ phải lưu ý đến cái kỹ thuật làm chuồng.
Cái thứ hai nữa đó là cái khâu chọn giống. Đây là cái khâu nó quyết định đến khoảng 70%, 70 đến 80% sự thành công của chúng ta. Bởi vì nếu như chúng ta chọn mua được giống chuẩn hương chất lượng đó, thì đó là những cái bước đệm để chúng ta tiến tới nuôi con tròn hương thành công. Còn nếu như mà mua con tròn nó kém chất lượng, nó ủ bệnh, thì cái nguy cơ chúng ta mất vốn tay trắng là dễ xảy ra. Ngoài ra thì các yếu tố như là phòng bệnh, nuôi và phòng bệnh là cũng rất quan trọng. Và cái yếu tố tiếp theo mà nó quyết định đến sự thành công hay là thất bại của chúng ta, đó là việc khi mà con tròn hương nó bị bệnh ấy, chúng ta có thể là sử dụng thuốc nào để điều trị một cách hiệu quả nhất cho con tròn hương. Thì chúng ta thấy là bệnh trên con tròn hương chủ yếu là các cái bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, và đặc biệt là do tác động từ môi trường bên ngoài. Đấy. Có nghĩa là khi mà chúng ta nuôi chăn nuôi ở nhà đấy, tròn rất là sạch bệnh, nhưng mà chúng ta nhập đàn một con mà nó bị bệnh, hay là chẳng may mà nó có cái nguồn lây đó, thì chúng ta sẽ rất là mệt mỏi. Và đối với những bà con mới nuôi tròn hương ấy, thì gần như chúng ta cũng chưa có đủ cái kinh nghiệm đó, đặc biệt là cái phương pháp phòng ngừa đó. Cho nên là nếu như chúng ta không xử lý kịp thì cái thiệt hại là rất là lớn. Đặc biệt đó là nhiều khi trong chăn nuôi ấy, chúng ta không chủ động trước về vấn đề thuốc, cho nên là khi mà gặp phải vấn đề, gặp phải sự cố thì lúc đó chúng ta cũng không biết xử lý như thế nào, và đôi khi là chỉ nghe người này người kia nói là cái loại thuốc đó tốt lắm và mua về tự chích, thì cái đấy là đặc biệt nguy hiểm, đúng không ạ? Khi mà xác định được con tròn nó bệnh vì vấn đề gì, kiểu triệu chứng như thế nào, thì chúng ta lúc đó mới đưa ra được cái giải pháp đúng đắn để làm sao điều trị dứt điểm bệnh của con tròn hương, nhưng mà nó lại không lây sang những cái con khác trong cùng một đàn. Đó, cái đấy là quan trọng lắm. Cho nên là chúng ta thấy là cái kỹ thuật nuôi và cái thuốc để điều trị là những cái yếu tố tuy là nó nhỏ nhưng nó lại rất quan trọng, mà mấu chốt của vấn đề cũng như là sự thành bại khi mà chúng ta khởi nghiệp nuôi con tròn hương thì nó nằm ở đây. Thế cho nên là cái video này thì cũng xin được kết thúc ở đây, và hẹn gặp lại bà con trong các cái video sau.